Cửa hàng Máy Ép Trứng Cần Thơ xin chào anh chị và các bạn. Thì bữa nay em sẽ quay cho anh chị và các bạn là cái máy mà ấp để trứng nó nở nha. Thì hiện tại em đang ấp gà đó. Thì cái đặc điểm của cái máy ấp trứng mà nó đảo nghiêng như thế này nè, thì khi mà anh chị đi làm á thì trứng nó sẽ nở như thế này nè, đó thấy chưa, đó nó nở như thế này đó, anh chị thấy không? Em thì em không có thời gian, thì nó sẽ nghiêng như thế này, thì cái con nó sẽ bóc bóc lên, nó sẽ rớt xuống cái sàn, nó không có kẹt chân nha. Thì anh chị mua thì anh chị để ý cái vấn đề đó. Thì cái ưu điểm và nhược điểm, đây bữa nay nó thảy mỏ rồi các bạn thấy không, đây nó thảy mỏ nè, chỗ này nè, đó nó thảy mỏ rồi, mình em để dưới đây, bữa nay thảy mỏ nữa nè, quá trời luôn, thấy không, thảy mỏ rồi mình đem để ở dưới đi, để khi mà nó nở nó sẽ tự rớt xuống nha các bạn. Đây nó khảy mỏ. Ví dụ như trường hợp như thế này nè, em tư vấn cho anh chị, mà khi mà cái con gà mà nó khảy mỏ, nó đưa cái mỏ này, mình phải bóc tiếp nha, mình phải bóc tiếp ra, chứ nếu mà mình không bóc tiếp là nó sẽ không có nở được nha các bạn. Đó, mình sẽ bóc tiếp nó như thế này. Với trường hợp là những cái con gà nó đưa cái mỏ như thế, đó, thì nó sẽ một hồi nó sẽ tự khô lông nha các bạn. Một hồi sẽ tự đó, một hồi sẽ tự nó sẽ ấy ra. Một hồi nó sẽ tự khô lông và nó ra thôi. Này, em sẽ quay cho anh chị và các bạn coi. Đó, nó nở đây. Khi nó nở thì em sẽ để nó ở trong cái máy như thế này nè. Đó, nó khô lông em sẽ bắt ra nha. Đó, em sẽ bắt cho anh chị và các bạn coi. Thì ví dụ như anh chị nào có thời gian á, thì đem những cái trứng khảy mỏ như thế này nè, thấy không, những cái trứng khảy mỏ như thế này đi xuống sàn. Còn ví dụ như anh chị nào mà không có thời gian thì cứ để đại trên máy như thế này, nó nghiêng như thế này nè, thì nó sẽ nứt vỏ, nó sẽ tự bong 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 lên, nó sẽ lăn xuống cái sàn như thế này, nó khô nó sẽ lên nha. Thì anh chị nào mà có muốn mà nuôi máy mua cái máy ấp trứng, nó dễ trứng gà, thì cứ alo cho em sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình ấp cho anh chị nha. Thì địa chỉ máy ấp trứng của em là nằm ở cầu Gạch Xuất Quốc lộ 91B, thành phố Cần Thơ. Em sẽ ship miễn phí, ship đi tất cả các tỉnh luôn nha, cho nên anh chị và các bạn cứ yên tâm. Đó, gà em đã nở được nhiêu rồi nè. Thì ví dụ như mình có 5 hộp, mình để vô 5 hộp, 10 hộp, mình để vô 10 hộp, thì nó sẽ nở ra, nó rớt xuống từ từ, mình sẽ từ từ nha. Cho nên anh chị và các bạn ấp thoải mái, không có sợ mà cái gì hết. Đây, cái máy của em ấp thì nó rớt xuống nhiêu thì mình lụm ra như mình nha các bạn. Thì hiện tại là nở thêm được 2, 4, 6, 8, 9 con. Hiện tại là cái bài này là được 9 con, nó mới nở xuống nè. Đó, chưa giống gà nào rồi nha. Đó, cái kết quả của máy ấp trứng em như thế này.